Ngày 28 tháng 10, ban tổ chức Miss Grand International với đại bản doanh tại Thái Lan đã ra thông báo chính thức tước danh hiệu Á hậu 2 của người đẹp Thesunien đến từ Myanmar. Nội dung thông báo là do cô Thesunien có hành vi và hành động không phù hợp, vi phạm một số quy định. Trước đó, ngay sau khi Nhiên đoạt danh hiệu Á hậu 2, giám đốc quốc gia của cô đã không hài lòng với kết quả và tháo vương miệng khỏi đầu Nhiên. Một ngày sau đó, Nhiên cũng livestream tuyên bố không cần danh hiệu Á hậu 2. Tôi đến đây để tìm vị trí số 1 chứ không phải để đứng thứ hai, thứ ba. Phát ngôn này của cô gái 17 tuổi bị các fan đánh giá là thiếu khiêm tốn, ngạo mạn, vì tuy đại diện Myanmar năm nay có nhiều điểm nổi bật về sắc vóc nhưng vẫn còn những thí sinh nổi trội hơn cô. Ông Nawat Isaragriso, chủ tịch của cuộc thi Miss Grand International, từng cho biết tại cuộc họp báo ngày 27 tháng 10 rằng, vị trí á hậu hai dù có hơi vượt quá khả năng thực sự của thê nhưng do ông nhìn thấy sự cố gắng và tiềm năng tương lai của cô nên đã trao cho cơ hội này. Còn thê không đủ bản lĩnh để trở thành vị trí số 1 vì cô ấy luôn không là chính mình, rất nhiều người vây quanh và phải diễn kịch, hành động như một robot giám đốc quốc gia của cô ấy luôn theo bên cạnh. Vì thế phải luôn có ekip chăm sóc nên ông Nawaz không thể chọn một người như vậy làm hoa hậu. Sau này Mid Grand International phải đi công du làm việc tại nước ngoài rất nhiều mà không có ekip đi cùng.